thiệu với Kem 5 thành viên mới trong gia đình thơ Nguyễn. Chắc hẳn là Kem đang nghĩ là bạn này đúng không? Nhưng mà không phải đâu, bạn này là thành viên cũ rồi. Còn thành viên mới ở đây cơ. Ta-da! Ở đây thì chúng ta có 5 bạn cún rất là đáng yêu. Kem thấy chưa? Cái tai của các bạn ấy này nhỏ xíu, trông rất là xinh xắn đúng không nào? Màu thì lại còn đen xì lì nữa chứ. À, có một bạn màu không đen này. 5 bạn cún này á thì là con của bạn cún mà lúc nãy chị vừa cho ăn đấy. Bạn này có tên gọi là Mít. Mít là bạn cún của bạn Uyên Linh. Nên chị mới nói là bạn ấy là thành viên cũ. Và bạn Mít đã được 2 tuổi và biết đẻ em bé rồi. Trong khi bạn Hộn 5 tuổi rồi mà còn chưa biết đẻ em bé nữa. 5 bạn cún này thì mới sinh được khoảng 16 ngày thôi. Mắt thì đã biết mở nhưng mà vẫn chưa biết đi. Kem thấy được bạn nào bạn ấy mập lúc na lúc nít luôn. Đây, chị sẽ cho Kem xem. Đây là một bạn cún đực. Một bạn nam đó. Rất đáng yêu luôn. Lại đây nào. Wow, bạn này lúc na lúc nít luôn này. Bạn Mít có vẻ rất là thương con. Tuy nhiên, bạn Mít thì rất hay đi chơi. Hôm trước bạn Mít đi chơi còn bị xe tông vào bụng nữa này Kem. Rất là đáng thương luôn á. Nhưng mà anh thấy là bạn Mít rất là hiền lành đúng không? Đúng vậy, người ta nói hiền là, ơi là hiền. Người ta thường nói là giữ như chó đẻ. Có nghĩa là chó đẻ khi mà gặp người lạ ấy, thì chó sẽ có thể là bảo vệ con của mình nên là cắn người khác luôn. Đúng chứ, bạn Mít nếu mà gặp người lạ cũng bảo vệ con và cắn người khác. Nhưng mà em là người nhà mà. À ha. Anh tiểu thư nhưng mà nhìn chị Thơ rất là gian xảo. Nhưng mà bạn Mít vẫn tin tưởng chị Thơ. Cho nên là có thể thấy là bạn Mít rất hiền. Bạn Mít là bạn cún nhà em thì phải tin tưởng em chứ gì nữa. Chị sẽ cho Kem xem này. Bạn này vẫn chưa biết đi. Chị thấy rằng các bạn ấy rất là dễ thương. Mặc dù bạn Mít có một cái tai rất là to và vảnh lên, nhưng các bạn này thì lại không giống bạn Mít cho lắm. Tai của các bạn ấy nhỏ và cụp xuống. Các bạn ấy biết đi rồi chứ? Biết bò thôi, chưa biết đi. Thế này anh tiểu thúi thấy không? Cũng có thể là tại vì bạn ấy mập quá cho nên là không thể nào đứng nổi. Ở góc xa xa kia thì có một bạn đang rất là tò mò. Bạn ấy đang tò mò về mọi thứ. Đó, ra ngoài đi chơi nha. Buổi sáng thì các bạn này thường ngủ đến khoảng 9-10 giờ cơ. Sáng nay chị đã phải đợi các bạn ấy rất là lâu. Bây giờ thì mới chỉ có 9 giờ kém thôi. Nhưng mà do chị phá các bạn ấy quá nên là các bạn ấy ngủ dậy á. Bình thường thì các bạn ấy không ở bên nhà chị. Bởi vì các em cũng biết nhà chị có 2 bạn cún rất là dữ luôn. Chỉ cần thấy bất kỳ bạn cún con nào là cũng tấn công. Không biết là có tấn công hay không nhưng mà để phòng an toàn ấy thì anh và chị Thơ đã tạm thời giam giữ 2 bạn ấy ở trong kia. Thì chị cũng đã tẩm bổ cho bạn ấy bằng rất là nhiều đồ ăn ngon luôn. Nhưng mà các em thấy đấy, quá nhiều con bú sữa liên tục nên mà bạn Mít hơi bị gầy. Vì vậy chị đã cho các con của bạn Mít uống sữa ngoài. Và đây chính là sữa ngoài này. Các bạn ấy uống rất là quen. Sau khi uống sữa này thì chị thấy rằng các bạn ấy đã tăng cân đó. Bạn nào cũng mập mũm mĩm luôn kìa. Mũm mĩm luôn, bây giờ còn đòi trèo ra nữa chứ. Trời ơi, sau khi các bạn ấy ngửi thấy mùi của mẹ các bạn ấy á, và các bạn ấy trèo ra, đợi chị tí chị đi pha sữa nha nhá, chắc là đói lắm rồi. Thường các bạn cún khi mà thức dậy á thì sẽ rất là đói giống như một em bé thôi. Và bây giờ các bạn ấy đang đói và đòi bú sữa này. Đợi chị một tí chị đi pha sữa cho nha. Trong lúc chờ đợi nước sôi để pha sữa thì chị sẽ cho bạn mèo thồn ra để làm quen với các bạn cún. Nãy đến giờ thì mèo thồn rất là tò mò luôn. À, sau một khoảng thời gian khá là dài, bây giờ Kem thấy bạn mèo thồn đã thay đổi nhiều chưa? Bạn ấy mập hơn rất là nhiều luôn đó Kem à. Mặt của bạn ấy thì rất là to, đôi bàn chân của bạn ấy cũng to hay là to luôn này. Mèo thồn thì bây giờ là đang to gấp phải 5 lần một bạn cún. Cho nên là mèo thồn... Không, to gấp đôi thôi. Đôi thôi á hả? Mèo thồn bây giờ là cũng phải khoảng 3kg rồi đó. Hôm trước chị đã cân bạn mèo thồn là gần 3kg, bây giờ là phải 3kg rồi đó. Nhưng mà bạn ấy rất sợ. Nhưng mà thấy số lượng của các bạn cún áp đảo quá. Bây giờ thì bạn ấy không còn sợ bạn thổn nữa rồi. Là lâu lâu thấy bạn thổn đáng ghét quá, bạn ấy còn lấy tay lên vả miệng bạn thổn nữa cơ. Nhưng mà thổn bây giờ thì đang rất là ganh tị luôn á. Nhưng mà lại sợ các bạn này. Lại đây nào em. Giật mình. Thấy bạn cún kêu bạn thổn còn giật mình nữa chứ sợ. Đưa, không, muốn chạy, em, muốn chạy, em đưa một em cún ra xem nào. Đưa một em cún ra xem. Một em cún nha. Đây. Để cho hai bạn ấy ngửi. Thồn sợ hãi. Thồn sợ. Thồn đúng là nhát gan luôn á. Vậy mà bạn Thồn bây giờ Thồn không sợ nữa.
Thồn còn bắt nạt được cả thộn đấy các em à. Nào Thồn ôm bạn này đi. Chạy 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 chạy. Sợ quá nha. Muốn chạy vào nhà bạn Thồn, muốn chạy vào nhà bởi nhà mới là nơi yên ấm nhất. Mà các bạn này có gì đâu để sợ. Đây, vào trong đây luôn đi. Thôi cho Thồn về đi. Thồn sợ lắm rồi. Tại sao lại sợ bạn một bạn cún nhỏ hơn mình ngày xưa? Bạn Thồn sợ bạn Thộn thì chị nghĩ là có lý. Bởi vì bạn Thộn khá là hung hãn, lúc nào cũng nhảy vô vào bạn Thồn. Hơn nữa bạn Thộn lại còn to gấp, lúc đấy là chắc phải gấp 7-8 lần bạn Thồn. Nên là bạn Thồn sợ là đương nhiên. Nhưng mà bây giờ chị không hiểu tại sao với những bạn cún đáng yêu hiền lành như thế này, bạn Thồn lại sợ đấy chứ. Trong khi đó bạn Thộn này đến giờ các em có nghe thấy tiếng không? Ngồi kêu khóc liên tục vì ganh tị á. Bạn Thộn bây giờ già rồi. Đáng ra là lứa tuổi của bạn Thộn là bây giờ phải là ông bà ngoại, bà ngoại của các bạn cún này rồi mà vẫn còn ganh tị với bạn cún đó. Bạn Thộn đúng mãi không lớn nổi. Từ từ, bình tĩnh, một đứa thôi. Rồi, Thốn đi vào bên trong chút xíu Thốn ra nhá. Thổi nhẹ nhàng thôi nhá, đừng làm hại các em nhá. Em còn nhỏ lắm. Đây phải nói là các cháu chứ các không phải cháu. Các em. Nếu như bạn Thộn sinh con thì con của bạn Thộn cũng có thể sinh ra các bạn nhỏ như thế này rồi đấy. Bởi vì thường các bạn cún từ 1 đến 2 tuổi là có thể sinh con rồi. Thộn thì tò mò, có vẻ là cũng thân thiện đấy chứ. Chỉ là thích ngửi tất cả các bạn thôi. Thộn thì ơi, thắc mắc với tất cả mọi thứ trên thế giới này. Cái gì đối với Thộn cũng xa lạ hết. Thộn vừa cặp em cún manh tiểu thứ này. Cặp yêu thôi, cặp thấy yêu nước thôi. Miếng không? Thấy nước miếng chưa? Đấy, liếm thôi mà. Trời ơi Thộn ơi, ướt hết các em cún rồi. Các em nhìn này, nước miếng rơi hết. Nhìn các em cún rơi. Em đưa một em cún ra cho Thộn chơi nè. Sau khi thấy bạn Thộn được ra ngoài thì bạn có vẻ khá là lo lắng cho các con. Nên là chị đành phải đưa bạn Thộn vào bên trong lại. Các bạn ấy ngủ rất là nhiều, vừa mới dậy đây, bây giờ lại ngủ tiếp rồi. Còn một bạn này đang thức, nên là chị sẽ bế bạn ấy ra để cho bạn ấy bú sữa. Không phải sữa nào các bạn cún cũng bú được đâu nhé, chỉ sữa dành cho các bạn cún con thôi. Rất là dễ thương đúng không? Trong sữa này thì có rất là nhiều chất dinh dưỡng. Các bạn ấy không cần bú nhiều đâu, chỉ bú một tí xíu thôi là các bạn ấy đã cảm thấy no rồi. Một bình như thế này thì có thể đủ cho 5 bạn luôn đấy. Có vẻ rất là ngon đúng không em? Cháu đang ngủ rất là ngon. Thộn xì hết nước vào mặt các cháu rồi, vào người các cháu ướt hết rồi nè. Bạn cún kia còn ngửi bạn Thộn nữa chứ. Thộn có vẻ hiền thôi chứ không phải là muốn cắn các bạn ấy đâu, chỉ là muốn ngửi thôi. Bởi vì thấy mùi các bạn cún con rất là thơm. Thộn rất là tục. Sau khi ngửi chán rồi thì bạn Thộn không còn cảm thấy. Bạn Thộn còn vừa bị một bạn cún con gửi nữa chứ các em. Thấy chưa, các bạn cún rất đáng yêu. Sau một hồi làm quen thì cuối cùng bạn Thộn cũng đã trở nên thân thiện hơn và quen được với các bạn cún con như thế này. Thôi từ giờ các bạn cún con sẽ trở thành con nuôi của bạn Thộn nhá.
Rồi, hài lòng chưa? Đó các em, sau khi nói đến chữ con nuôi thì Thuận đã hài lòng hơn. Cũng đúng thôi, bởi vì Thuận đã già mà không có con nên là cảm thấy rất là cô đơn. Đó, chỉ cần nói như vậy là bạn Thuận vui rồi nè. Nhưng mà để an toàn hơn thì chị vẫn đưa các bạn cún về với mẹ đẻ của bạn ấy thôi thôi. Đó, vừa mới nói là đưa về mẹ đẻ là bạn Thuận cảm thấy rất là khó chịu. Khi nào các bạn cún lớn thì chị sẽ đưa lại cho bạn Thuận nuôi nhá. Chị sẽ thường xuyên cập nhật tình hình của các bạn cún con cho các em trong những video sau. Còn bây giờ video của chị đến đây là kết thúc rồi. Nếu như các em thích video này, hãy cho chị một like. Đừng quên đăng ký và chia sẻ mình nữa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn video sau. Chị đưa các bạn con nuôi về nhá. Không chịu cho về luôn á. Thôi được rồi, con có phải do mình đẻ ra đâu mà. Không phải do mình đẻ ra, mai mốt mình tự đẻ con rồi mình tự nuôi nhá.